Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin thời tiết ngày mai, ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Môi trường TV. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Phía đông bắc bộ, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, thời tiết ngày mai vẫn duy trì ở mức thấp nhất từ 25 đến 29 độ và cao nhất từ 34 đến 37 độ. Ngày nắng nóng, có nơi trên 37 độ. Chiều tối và đêm có mưa rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 khu vực Đông Nam Bộ, bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh, trời nhiều mây, đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày có mưa vừa, mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Vừa rồi là những thông tin về thời tiết các vùng trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhận được nhiều thông tin mới nhất từ Môi trường TV.